dấu chỉ của thời đại và lời nhắc nhở tỉnh thức. Trong cuộc sống, chúng ta lưu ý đến sự cảnh báo của Đức Giêsu về những dấu hiệu trong thiên nhiên và những biến cố để nhắc nhở chúng ta sống tỉnh thức trong đời sống tâm linh. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về những lời dạy của Đức Giêsu về những dấu hiệu trong thiên nhiên và các biến cố xảy ra trong cuộc sống. Những dấu hiệu này không chỉ đơn thuần là các hiện tượng vật lý, mà còn là những thông điệp sâu sắc mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách mà Đức Giêsu sử dụng những biểu tượng này để nhắc nhở chúng ta sống tỉnh thức trong đời sống tâm linh. Đức Giêsu đã từng nói, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết rằng triều đại Thiên Chúa đã đến gần. LC 21:31. Những dấu hiệu này có thể là những hiện tượng tự nhiên như động đất, bão tố, hoặc những biến cố trong xã hội như chiến tranh, bệnh tật. Qua đó, Ngài cảnh báo chúng ta rằng mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi, và những thử thách mà chúng ta phải đối mặt chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Ngài mời gọi chúng ta mở mắt nhìn nhận những dấu hiệu này, và hiểu rằng chúng không chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên, mà là những lời nhắc nhở từ Thiên Chúa. Đằng sau những biến cố đó là một kế hoạch lớn lao mà Thiên Chúa đang thực hiện, một kế hoạch hướng đến sự cứu rỗi và bình an cho nhân loại. Thưa cộng đoàn, sự tỉnh thức mà Đức Giêsu kêu gọi không chỉ đơn thuần là sự chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Đó còn là một thái độ sống, một cách nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính đức tin. Khi chúng ta thấy những dấu hiệu trong thiên nhiên, hãy nhớ rằng đó là cơ hội để chúng ta dừng lại và tự hỏi mình, tôi đang sống như thế nào? Tôi có đang sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa không? Chúng ta cần phải sống mỗi ngày trong tâm trạng chờ đợi và sẵn sàng. Hãy dành thời gian cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, và sống trong tình yêu thương và công lý. Đức Giêsu đã dạy chúng ta rằng, anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào mà Chúa của anh em sẽ đến. MT 24:42. Tỉnh thức không chỉ là việc chờ đợi một sự kiện trong tương lai, mà là việc sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa ngay trong hiện tại. Trong khi theo dõi những dấu hiệu trong thiên nhiên và các biến cố xung quanh, chúng ta cũng nên chú ý đến những dấu hiệu của tình yêu và lòng trắc ẩn. Khi nhìn thấy những hành động tốt đẹp, những nghĩa cử cao đẹp của con người, hãy nhớ rằng đó cũng là một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này nhắc nhở chúng ta về sự tốt đẹp và bình an mà Thiên Chúa muốn mang đến cho nhân loại. Những dấu hiệu mà Đức Giêsu nói đến không chỉ là để chúng ta cảm thấy sợ hãi, mà là một lời kêu gọi sống tỉnh thức và chuẩn bị cho những gì sắp đến. Hãy nhìn nhận các dấu hiệu trong thiên nhiên và những biến cố cuộc sống như là những lời nhắc nhở từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy sống trong niềm hy vọng và lòng tin, vì Thiên Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Trong các tin mừng, đặc biệt là trong tin mừng theo Thánh Luca, LC 21:25-26, Đức Giêsu đã nói về những dấu lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao như một phần của những biến cố cuối cùng của lịch sử. Những dấu lạ này không chỉ đơn thuần là hiện tượng tự nhiên, mà còn mang theo những thông điệp sâu sắc về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử loài người và kế hoạch cứu độ mà Ngài đang thực hiện. Câu Kinh Thánh này mô tả những tình huống mà mọi người sẽ phải đối mặt trong những ngày cuối cùng, khi mà thiên nhiên dường như phản bội lại những quy luật mà con người đã quen thuộc. Những dấu hiệu này thường được hiểu là những cảnh báo từ Thiên Chúa về sự cần thiết phải tỉnh thức và chuẩn bị cho sự trở lại của Ngài. Trong đoạn Kinh Thánh này, Đức Giêsu không chỉ mô tả những dấu lạ mà còn chỉ ra rằng con người sẽ phản ứng với chúng như thế nào. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. LC 21:25. Điều này phản ánh bản chất của con người khi đối diện với sự bất ổn và những điều không chắc chắn. Sự hoảng loạn này thể hiện tâm lý của con người khi phải đối mặt với những thách thức vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của họ. Những cơn bão thiên nhiên, những hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời có thể dẫn đến nỗi sợ hãi về sự hủy diệt, về sự kết thúc của mọi thứ mà họ từng biết. Sự hoảng loạn và lo lắng này chính là phản ứng tự nhiên. Nhưng Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ và tín hữu không sống trong sợ hãi, mà hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Trong bối cảnh của những dấu lạ và sự hoảng loạn, thông điệp của Đức Giêsu vẫn là một thông điệp của hy vọng. Ngài khẳng định rằng sự xuất hiện của Ngài sẽ là dấu hiệu của sự cứu rỗi. Và khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. LC 21:28. Sự hoảng loạn mà loài người cảm nhận không phải là dấu hiệu của sự chấm dứt, mà là cơ hội để tín hữu tìm kiếm sự cứu rỗi trong Thiên Chúa. Đức Giêsu mời gọi mọi người sống trong sự tỉnh thức,
đồng thời hãy giữ vững đức tin và hy vọng vào sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong cuộc sống. Thông qua những lời này, Đức Giê-xu không chỉ muốn chúng ta nhận biết những dấu hiệu trong thiên nhiên mà còn muốn chúng ta sống một cuộc đời tỉnh thức, sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống đúng với đức tin và các giá trị tinh thần ngay cả trong những lúc khó khăn và bất ổn. Đức Giê-xu muốn chúng ta nhận ra rằng cuộc sống này không chỉ là những gì diễn ra trước mắt mà còn là những gì Thiên Chúa đang thực hiện. Vì vậy, chúng ta được kêu gọi không chỉ quan sát mà còn tham gia vào công việc của Thiên Chúa, trở thành những người mang thông điệp của Ngài đến với thế giới. Các dấu lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao không chỉ là những hiện tượng vật lý, mà còn là những lời nhắc nhở từ Thiên Chúa về sự cần thiết phải sống tỉnh thức và sẵn sàng trong đức tin. Sự hoảng loạn của loài người khi đối mặt với những biến cố lớn không nên dẫn đến sợ hãi, mà hãy trở thành động lực để tìm kiếm sự bình an và hy vọng trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Trong thời đại ngày nay, chúng ta phải đối mặt với nhiều dấu hiệu rõ ràng của sự biến đổi và bất ổn. Từ những biến động chính trị, kinh tế đến các thảm họa thiên nhiên, tất cả đều là những dấu chỉ mà Thiên Chúa gửi đến chúng ta. Những dấu chỉ này không chỉ là những cảnh báo mà còn là những cơ hội để chúng ta xem xét lại cuộc sống của mình và nhận ra rằng Thiên Chúa đang hành động trong mọi hoàn cảnh. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và nhận biết những dấu hiệu này như là một phần trong hành trình đức tin của mình. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận thực tại một cách thấu đáo và không bỏ qua những điều đang diễn ra xung quanh. Khi đối diện với những thử thách và khó khăn, chúng ta thường cảm thấy lo lắng và bất an. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã khẳng định rằng, hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc, LC 21:28. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chúng ta không cần phải sống trong sợ hãi, vì có Thiên Chúa ở bên cạnh, Ngài sẽ dẫn dắt và bảo vệ chúng ta. Hãy sống với lòng can đảm, không chỉ trong những lúc thuận lợi mà còn trong cả những khó khăn. Chúng ta hãy trở thành những chứng nhân mạnh mẽ cho đức tin của mình, làm sáng tỏ ánh sáng của Chúa giữa những bóng tối của thế giới. Khi ta tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách. Đức tin không chỉ là những lời nói suông, mà còn là những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Hãy sẵn sàng đón nhận Chúa trong từng hành động, từ những việc nhỏ bé như giúp đỡ người khác, thể hiện lòng nhân ái, cho đến việc tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng. Những hành động này không chỉ giúp chúng ta sống đức tin một cách thiết thực mà còn giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày, hãy tìm kiếm những cơ hội để thể hiện tình yêu của Chúa, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn. Đó chính là cách mà chúng ta làm chứng cho Ngài và là ánh sáng giữa thế gian này. Hãy nhớ rằng, những việc làm tốt đẹp, dù nhỏ bé, cũng có thể mang lại sự thay đổi lớn lao. Kết luận, cuộc sống của chúng ta là một hành trình đức tin, và trong hành trình ấy, việc nhận biết các dấu chỉ của thời đại là rất quan trọng. Hãy can đảm sống đức tin của mình, không để sợ hãi chi phối cuộc sống. Cùng với đó, hãy đón nhận Chúa trong từng hành động hàng ngày, làm cho tình yêu và ánh sáng của Ngài lan tỏa ra xung quanh. Chúng ta được mời gọi không chỉ quan sát mà còn hành động, để trở thành những người mang tin mừng và thể hiện tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới này. Hãy sống với niềm hy vọng và lòng tin, vì Chúa luôn ở bên ta và dẫn dắt chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Amen.